Thưa bà con nông dân, phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao đang là hướng đi được ngành nông nghiệp Lâm Đồng ưu tiên đẩy mạnh. Hiện bên cạnh định hướng và một số hỗ trợ của nhà nước, nông dân và các doanh nghiệp đã ưu tiên đầu tư quy mô lớn, tăng cường sử dụng máy móc và áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến để nâng cao chất lượng nông sản, góp phần tăng sức cạnh tranh cho ngành chăn nuôi địa phương. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nội bộ, ngành chăn nuôi Lâm Đồng, đàn trâu bò chiếm 16%, đàn heo chiếm 36%, đàn gia cầm chiếm 38% và động vật khác chiếm 10%. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành chăn nuôi đã từng bước chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi, tăng tỷ trọng trang trại chăn nuôi quy mô lớn, chăn nuôi công nghệ cao theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, bảo vệ môi trường sinh thái. Qua đó, hình thành các chuỗi liên kết hoạt động hiệu quả, gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhất là tại các doanh nghiệp trang trại lớn đã ưu tiên sử dụng máy liên hợp, phối trộn khẩu phần thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh theo phương pháp TMA. Sử dụng robot chuyển thức ăn tự động tại các trại chăn nuôi để hạn chế công lao động. Sử dụng máy vắt sữa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kinh tế. Hướng đầu tư công nghệ cao này không chỉ giúp nông dân và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, mà đây còn là mô hình điểm để các nông hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ học tập và có kế hoạch nhân rộng.